Văn Minh chào nha các bạn. Hiện tại bây giờ đã là khoảng 12 giờ trưa. Nhân dịp khách vắng, mình quay lại một số hình ảnh về cây cảnh của hội chợ hoa quả của Lục Ngạn. Bây giờ mình quay một cách bao quát, sau một tí mình quay lại một số cây tâm đắc thì mình sẽ giới thiệu sơ qua. Bây giờ trời khá nắng cho nên mình đứng ở trong phía trong và quay ra để đỡ nắng. Mình sẽ quay khái quát, sau khi quay xong mình sẽ quay lại mình giới thiệu với sự hiểu biết của mình một số hình ảnh cây cảnh. Chưa, tối chú áp rồi, hôm qua chú áp về cái video đi chơi vội vào tối qua đấy. Đây chính là hình ảnh của một số cây của câu lạc bộ hoa quả cảnh Nhật Thành mình nhé. Bây giờ mình quay hết toàn bộ. Sau khi mình quay xong, mình quay lại, mình quay chi tiết một số cây mình tâm đắc hoặc là mình có ý kiến. Phong trào chơi cây thì không biết ở đâu nào. Trong năm 2017, cuối 17, 18, 19, phong trào trên cây ở miền Đông Ngạn phát triển khá là rầm rộ các bạn ạ. Hai cây bông bonsai đúc rất đẹp, hai cây xanh, một cặp xanh, cặp xanh là đại diện cho cậu nhé. Đây, cây thứ hai của cặp xanh như đây. Đại vàng đây. Quay hình với đại vàng cái. Hai con, một cặp đại vàng. Có phải đại vàng không? Vâng, đại vàng. Ở đây. Đây là khu các loại chim. Vẫn là cảnh một cây gỗ lũa. À, cá cảnh đây. Chào ông nhá, chào các bác. Cá cảnh đẹp quá nhờ. Đây gồm có các loại chim, cá. À đây là hội sinh vật cảnh của chủ nhá. Hội sinh vật cảnh của chủ. Rồi đây, chú tiếp ra xong ngay đây. Bây giờ mình phải ra trông rồi, mình lưu thật nhanh cái hình ảnh, xong về mình sẽ bình luận chi tiết một số những cái hoa cảnh. Sơn cái bàn đi, để chú trông. Rồi. Thì đợt này chủ yếu là hội chợ để bán một số mặt hàng hoa cảnh, chỉ thêm trang trí cho nó đẹp thôi các bạn ạ. Cho nên số lượng nó không được nhiều, không đắt rạng. Đây là cây túc. Túc đang có trái, đang có quả. Xương cá. Đi về đi để chú trông. Chú đây cho cháu, chú để nhá. Rồi, nhá. Rồi chú cho ra đây. Rồi. Bây giờ mình đã phải ra trông rồi nhá. Cho nên mình không có thời gian để mình quay những cây khác nữa. Mình sẽ về cái chỗ hoa quả cảnh của thôn mình. Mình sẽ lưu lại một số hình ảnh. Ngồi đây có cái tre rất độc đáo các bạn ạ. Đây là một bộ tre nha các bạn nhé, một bộ tre rất độc. Ở bên kia hai cặp xanh, thì bên này có hai cặp xanh ôm chum, mà bình ấy, ôm lục bình, hai bên. Đây, Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn nhá. Đây cây dối đẹp quá. Bên này là dãy mini. Dãy mini. Dối. Hai cái dối mini gần như thành cặp. Hai cái tùng cối. Tùng cối. Dối mini tùng tuyết.
À, Tùng Tuyết này sử dụng biện pháp nghệ thuật là ghép nhé các bạn nhé, ghép nó chưa được thuần nó lắm. Vi Đình Dũng, Vũ Đình Dũng, tiểu học Phi Điền. Cách ghép đáng lẽ chúng ta là phải dùng máy mài, máy đánh lũa gì đó, chúng ta đánh vào bên trong rồi ghép cây vào, nhưng đây chỉ là buộc cây vào thôi, nó vẫn hơi thô thì thôi. Đây là hoạt động của một câu lạc bộ và cũng hoạt động rất là bình thường thôi, cho nên nó không đòi hỏi quá là chất lượng. Và cây này, cây dưới, cây dưới này dăm chì quá là dày, quá đẹp. Một cây dưới, một cây sam, à xin lỗi, một cây cần thăng cụ rất là quái. Cây này là cây gì đây? Cây xanh, vẫn cây xanh, cây xanh đây, lộc vừng, cây si, cây cây này là cây thừng mực ghép mai lá nhỏ. Vũ Quang Bình, cây xương cá lũa song thụ. Bây giờ mình sẽ trở về cái khu câu lạc bộ hoa quả cảnh của mình. Đây, mình chỉ tầm cỡ thôn thôi, mới thành lập năm 2019, với hôm nọ mới ra mắt thôi. Những sản phẩm của mình cũng tương đối nhiều nhé các bạn nhé. Trước mắt các bạn đó là câu lạc bộ hoa quả Nhật Thành. Đúng ra là mình ghi là hoa quả cảnh của Nhật Thành cơ. Câu lạc bộ hoa quả cảnh Nhật Thành, nhưng vì có thể ghi nó hơi dài thì đây là anh Trần Quang Trung, là một những người phụ trách bên mảng kỹ thuật về cây. Thì anh treo cái biển đây là có mấy mục đích. Thứ nhất là quảng bá về câu lạc bộ hoa quả cảnh Nhật Thành. Thứ hai là quảng bá của nhà vườn Nhật Trung, trưng bày mua bán sinh vật cảnh. Bây giờ mình sẽ nói về một số cây của câu lạc bộ nhà mình. Thứ nhất, theo tác giả, đây là tác giả Trần Quang Trung nhá. Đây là chính mình vừa giới thiệu danh trực. Đây các bạn nhìn, cây này nó chủ yếu là cái dáng bonsai. Về cổ thì nó không phải rồi, mình chỉ quay của câu lạc bộ hoa quả cảnh mình thôi. Còn cây thứ hai chính là cây dâu của mình các bạn ạ. Mặt này là mặt hậu của nó, mặt tiền đằng trước, nhưng mình sợ chói, mình quay lại đằng trước quay xem thế nào nhé. May quá mặt trời bây giờ đã đang không được chói lắm, cho mình quay lại cây dâu nhà mình. Các bạn nhìn cây dâu này có đoán được tuổi của nó khoảng bao nhiêu tuổi không? Bố mình sinh năm 27, mẹ mình sinh năm 37, bố mẹ mình hơn nhau đến 10 tuổi, bác cả nhà mình sinh năm 61. Nhưng mình hỏi bác cả mình cũng không biết cây này được trồng từ năm bao nhiêu. Vậy là từ năm 61 ông sinh ra đã thấy cây dâu này rồi. Còn cây dâu này thì mình bắt đầu mình tạo tác từ những năm 2010, 11, 12. Thì như các bạn biết ở trước đây thì mình không làm cây đâu. Từ 2011 mình lấy nhà mình, 2011 mình sinh ra hai cháu. Nhà mình đã phá rào đi, sau khi phá rào đi thì mình thấy cái hàng rào do bố mình trồng rất nhiều những cây đẹp, cây dưới. Cho nên mình đã nghĩ ra ý tưởng là tạo cây. Thì làm cái cảnh của mình có nhiều mục đích lắm. Thứ nhất mình chơi, thứ hai là tích lũy. Bây giờ thì mình đi làm, sức khỏe, vườn tược có làm được, có thể kiếm được một chút. Nhưng sau này thì già nua rồi, chưa chẳng đã có được cái gì tích lũy, cho nên mình cũng làm cây cũng nhằm mấy mục đích. Thứ nhất là chơi, thứ hai là tích lũy. Cây dâu này thì mình làm theo dáng ba thân, tức là có thể gọi là quần thụ tam sơn cũng được, hoặc là ba thân cũng được. Như đây là một gốc nhé các bạn nhé. Vậy cây dâu này bác cả mình 60 tuổi, sinh năm 61, năm nay cứ tạm thời gọi là 58 đi, thì ông sinh ra ông đã thấy cây dâu khá to rồi. Còn trong thời gian mình những năm 80 của thế kỷ trước thì mình thường hay trèo lên bẫy chim, lúc đấy nó to như này rồi. Vậy là từ năm 11 mình bắt đầu, sau khi sinh cháu mình đã bắt cắt. Mình làm đến giờ đã được 8 năm. Tuy nhiên trước đây mình làm ở dưới mặt đất. Thì nó từ dưới này trở lên. Đây, từ dưới này trở lên. Cho nên mình để cành nhánh danh, cành nhánh từ trên. Và sau này mình lên chậu mình thấy cái bẹ nó hở và nó cao quá, thì mình tạo thêm hai cái bông ở dưới nữa, hai cái nhánh ở dưới nữa nhá. Đây mình có thể mình quay từ trên chi tiết cành nhánh răm mà các bạn xem răm của nó. Cây dâu này nó rất là hay. Tầm tháng 2 nó ra quả ấy, thì gần như mình bấu lá đi thì là gọi một dàn quả chứ không phải dàn dâu.
hoa giản lá các bạn nhé. Nhìn răm của nó rất là dày, dày di dày diết rồi. Tuy nhiên hôm qua mang ra đây trưng bày thì có một nhược điểm là hôm qua quá đông. Hôm qua các bạn xem video của mình đã biết thì có bạn nào đó sơ ý đã làm gãy một cành của mình đây. Mình đã buộc lại. Về chắc qua đợt trưng bày này mùng 1 đến mùng 2 mình dỡ về thì mình sẽ dùng keo liền sẹo, dùng băng dính để cuốn lại. Chào bác nhá. em lưu hết hình ảnh bác ạ. Vâng. Đây là hai cây này là của em. Vâng. Của trường sức của em. Vâng, đây tác giả đây. Đây em tên là Leo Văn Minh. Đây, Leo Văn Minh. Câu lạc bộ Nghĩa Hồ. Cây dâu. Vâng, Leo Văn Minh. Cây dâu của em này lâu lắm rồi bác cả. Nhà em sinh năm 61. Có ba chị sinh năm 8 còn biết là sinh năm chồng bao giờ mà. Bố mẹ em thì ông sinh năm 27, thầy chống Pháp chống Mỹ ông à chồng thầy chống Pháp xong sang chống tưởng. Vâng, 27. Tức là năm 46 ông đi lính rồi. Thì năm 46 đi lính, năm 47 ông sang bên tàu sang Trung Quốc ấy, làm nhiệm vụ của Việt Nam thì xong về ông lấy mẹ em thì không biết là ông chồng đâu bao giờ như cây dâu từ thời xưa. Vâng. Nhưng mà giữ được chồng đứng này giỏi. Vâng đây, bác nhìn này, nó lũa nó hở thế này rồi. Đấy. Mà sống rồi. Vâng. Thuật chồng rồi. Vâng. Này là gần trăm năm rồi. Không, trăm năm đến nhiều trên 60 năm bác ạ. Trên 60 năm. Và vâng. Không, trên... nếu mà sinh năm 27. Không ông, đấy 27 là bố em. À bố. Bà. Còn bố em thì ngày xưa dân mình thì nay đây mai đó. Khi lấy mẹ em là ở nhà tức là sinh chị cả nhà em 58. Thì anh cả nhà em thì bác sinh năm 61 bảo không biết bao giờ, còn chị không để ý cái vấn đề này. Vâng. Tận giờ. Sinh 27 là cùng tuổi với bố như tôi gần trăm tuổi. Vâng, như bố em thì mất từ năm 88 rồi. Ông bị ung thư năm 61 tuổi ông đã. Tôi thì mất năm 2004. Vâng. Thế mẹ em thì vừa mất năm 16. Đây là câu lạc bộ này chỉ là của xóm này. Của một thôn. Vâng. Bọn em mang ra trưng bày ở thôn trong. Vâng. Không, câu lạc bộ tên là câu lạc bộ hoa quả cảnh Nhập Thành. Kia của nhà vườn Trần Trung là chỗ Trần Quang Trung mang một số cây phôi đi bán để ghi thêm công nhà vườn. Ở dưới Bắc Giang này. À không, em trong Nhập Thành Nghĩa Hồ. Thế bác ở đâu nhỉ? Ở dưới thành phố Bắc Giang. À vâng, em ở trong thôn thôi. Tức là thật ra đâu phải xã đâu, đây là ghi xã thì có đấy, tự em chỉ trong thôn thôi mà. Vâng. Thế bác là có chơi cái này không? Không. À vâng. Và đi hội. À vâng. Vừa ăn ở nhà hàng đấy. À vâng. Cái này bây giờ giá trị nhiều tiền không? Như cây này. Như cây này nó tầm độ 7-8 triệu đấy, khoảng chục triệu. 7-8 triệu. Còn cây này em không bán, cây này thì nó là thương hiệu của em làm YouTube. Cây này đâu? Tầm 10 triệu, 15 triệu bác ạ. Đẹp này. Vâng. Cây này nó chưa đẹp để em đẹp lại cái. Mạch chúa thủy. Chiếu thủy bác ạ. Thì cây này bác ạ. Cây này thì là nguồn gốc của nó ấy, từ cái thời mà hoàng kim của cây cảnh ấy. Tức là người ta đi sưu tầm gốc bác ạ. Vâng. Người ta đi sưu tầm gốc từ những năm 10 mà thời gian mà trước đại lễ nghìn năm Thăng Long ấy. Là khi phong trào chơi cây đang rộ thì người ta sưu tầm. Nhưng sau phong trào chơi cây thì hết rộ, người ta chán quá, người ta vứt đi. Và trực tiếp cây này thì của tác giả là của Leo Văn Thuyết chứ là anh cả của em bác ạ. Đấy, anh ấy sinh năm gọi là năm 61 đấy. Tức là anh ấy xin về, tức là vứt đi mà. Xin về để anh tạo tác, anh ghép gốc thì gọi gốc thường mực. Thường mực. Và anh tạo tác là anh ghép cái mai lá nhỏ. Đây, bác nhìn đây. Đây. Thường mực là cái mỏ đấy. Vâng, thường mực. Cái này gỗ này làm sáo rìu đây này. Vâng, đúng rồi, nó rất nhẹ mà làm dấu đấy. Đây nhá. Khi gốc thông thường mọi người ghép thường mực vào mai ấy thì cái thường mực nó rất trắng còn mai nó xanh. Cho nên cái nốt ghép của nó rất là dễ nhận. Nhưng riêng bác nhà em bác ghép là cái là nếu mà em giới thiệu cho các bác không biết đây nốt ghép ở đây. Không biết hả? Đây nó thuần. Và cái cây mai nó bắt đầu lên rêu lên mốc rồi. Đây nó nó hơi xanh một chút nhưng phải thật là tinh thì mới nhìn được cái nốt ghép. Còn nếu mắt không tinh không nhìn được đâu. Để nốt ghép. Một số cành bên này gần như cành bên này thuần rồi. Bác có thể không nhận ra đâu là nốt ghép. Đúng rồi. Đấy, cho nên bác thành công chỗ đấy. Và cây mai này nó ra hoa tầm độ tháng 3 cuối xuân đầu hè rất là đẹp. Còn trong miền Nam thì họ làm mai họ được cái là mùa hè, mùa thu, mùa xuân thì trời nó đều ấm, cho nên Tết họ làm ra hoa được. Còn mình làm hoa Tết không ra được. Cái này nó ra hoa làm mai. Vâng. Cái mai lá nhỏ này được cái ưu điểm là ra hoa thường xuyên, còn mai lá to thì nó ít ra hoa, mà hoa này rất dày. Còn chiếu thủy thì bông hoa nó chiếu nước, nó hướng dưới, cho nên là hoa chiếu thủy, hoa rất đẹp. Đây. Cái cây đây giờ khoảng bao tiền? Thì cứ tầm độ 10-15 triệu. Thì bác cả nhà em bác cây này đẹp nhất, bác mang, tóm lại mang cái trưng bày đều mang cây đẹp nhất của mình. Cây đẹp nhất. Vâng. Trên nông thôn bán thì như em vừa nói, khi bán cây thì người bán thì thấy rẻ, người mua thấy đắt. Thì nó bao nhiêu tâm huyết của mình mà. Vâng. Đây là một cây tùng cối của tác giả Trần Dũng thuộc câu lạc bộ hoa quả cảnh Nhập Thành. Thì Trần Dũng là người muốn làm cây theo phong cách tương đối tự nhiên.
Còn cây này là cây hoa giấy của Bằng Sơn, cũng là một cô câu lạc bộ hoa quả cảnh Nhật Hành nhá. Chào ông nhá. Ông thăm cây không? Vâng vâng. Còn tiếp theo mình giới thiệu về cái cây dưới của mình. Thì như các bạn xem YouTube của mình thì các bạn quá quen với hình ảnh đây là cây hình nền dưới của mình nhá. Cây này thì cũng từ tầm cái năm 10-11 mình làm. Cây này vốn nó từ một cái rễ. Gốc của nó thì thật ra mình không biết từ đâu, nhưng chắc chắn nó ở đây là chiếc là gốc ở mãi dưới này. Thân mọc có rễ nó thẳng đây. Nó thẳng ra nhá các bạn nhá. Và mình thấy có một rễ xiên xuống. Cho nên mình đã uốn cái rễ này cong lại. Cong lại và trên cái này nó hơi cưỡn lên một chút mà có nhánh ở đây. Và mình đã tạo thành một cây gọi là trực lắc. Cây trực lắc. Dáng tương đối điệu. Cây thì không có gì đẹp nhưng mà mình rất là yêu bởi vì mình đã đưa nó vào làm hình nền rồi. Thì cách thiết kế cây này như sau. Thông thường như là cây trực bình thường, cây trực thì thông thường là có thể những cành đầu tiên người ta gọi là cành hồi âm thì có thể để bên trái hoặc bên phải. Và cành thứ hai tương tự đối chọng lại hoặc là để theo phương pháp là xoáy vòng tròn. Nhưng cây này mình lại để khác, đó là cành đầu tiên mình để đằng sau tạo phông. Đây cành đầu tiên là phông đây. Cành thứ hai mình cho đằng trước, tuy nhiên mình hơi chúc xuống một chút để đâm vào mặt đỡ được một khán giả. Cành thứ ba mình để bên trái và cành thứ tư bên phải và cuối cùng là bông ngọn. Chào ông nhá. Ông có lấy cây nào về giao lưu để chơi cho vui không ơi? Và ông ngắm nhá để cháu diễn thuyết một chút về cây. Đây là quay trở về với cây cảnh của anh Trần Dũng, chắc các bạn biết rồi. Trần Dũng là người làm cây theo phong cách tự nhiên. Nhưng chúng ta lưu ý nhé, tự nhiên ở đây không có nghĩa là để cây trồng như chậu nó vẫn thành cái gì thành. Vẫn có tác động của các kỹ thuật. Như binh pháp người ta nói mà, phương pháp thủ đoạn cách làm không quan trọng miễn sao đạt mục đích. Cây này cũng được các bạn ạ. Nghe nói anh đòi tầm 8 triệu cây này. Còn đây là một cây xếu. Cây xếu này đúng tự nhiên thật, muốn mọc cái nào mọc. Thôi mình không bình nữa. Vâng vâng. Vâng. Còn đây là dàn cây mini, cây nhỏ, cây phôi. Anh Trần Trung anh mang đi để giao lưu. Thôi làm cây như các bạn biết rồi, không thể mình cứ làm cây mãi mà mình không có giao lưu được. Có phải có thu nhập. Đây một số cây anh mang trưng bày để bán nhé các bạn nhé. Hoa giấy. Ở đây cây sam, sam hương. Sam hương dáng trực. Hơi siêu, phải là siêu thì đúng hơn. Đây thì mình xem tác giả của ai. Đây không phải câu lạc bộ hoa quả cảnh Nhật Thành rồi. À đây là xã Chu Hiệu, sam hương đúng giật, Phạm Văn Tuyền. Chu Hiệu. Cây đa. Cây thông. Cây thông dáng siêu. À mình quay tiếp cây cây sung các bạn nhé, sung dáng trực. Cây sung này quả đẹp quá, là cái ưu điểm của quả. Cây thông này cũng theo phong cách tự nhiên, tác giả gần như không tác động gì mấy, chỉ để nó cằn cỗi, làm cho nó u, nó già nua thôi. Lại cây mai, mai dáng song siêu. Đây. Thôi bởi vì mình phải trông cây cho nên mình không đi được nhé các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ quay toàn cảnh từ đằng xa đến toàn bộ hệ thống cây trưng bày của hội chợ này. Mình sẽ quay lại toàn bộ khung cảnh của cây trưng bày trong đợt hội chợ triển lãm, hội chợ hoa quả. Thì đây nó chỉ là một phần trang trí thôi nhưng số lượng rất ít. Tuy nhiên các bạn nhìn đây là toàn bộ khung cảnh của trưng bày rồi, cây rồi. Tuy nhiên chúng ta nhìn cái số lượng trưng bày của hoa quả cảnh Nhật Thành chỉ là một thôn thôi trong cả cái huyện, nhưng mà gian hàng khá rộng. Theo mình nghĩ tầm độ trên dưới 10 mét đây nhá, bắt đầu từ cây này. Đây cái cây này một loạt đây thì chính là câu lạc bộ mình mới thành lập nhưng mà phát triển được khá nhanh nhá. Và chào các bạn nhá, mình kết thúc video ở cái hình ảnh hoa quả cảnh Nhật Thành đây. Chào các bạn, cảm ơn các bạn xem video của mình. Chúc các bạn buổi chiều vui vẻ hạnh phúc với gia đình.